Chào mọi người, mình là Nhật Anh. Hôm nay mình đã mở một cuộc phát quà Tết cho những cái người còn khó khăn, những cái gia đình còn hoàn cảnh xung quanh những cái khu vực mình đang ở sinh sống đây. Thì hôm nay mình phát khoảng 50 phần quà nhân vào ngày rằm tháng chạp. Ôi, mọi người nhận quà rất là nhiều. Rất là đông người đến nhận quà. Mình biết là còn rất nhiều người đang là nghèo khó, nghèo khổ. Dạ. Thank you.